chàng trai như sống với con tim cùng bao say mê khát khao hồn nhiên. Rồi bao người đến một con trái tim nồng nàn đem dâng lên bao tuổi, muốn chiếm lấy trái tim riêng mình thôi. Hey yo, khi hai con tim đang yêu đâu cần gì cao sang, khi hai con tim đang yêu luôn nhìn cùng hướng đi, khi hai con tim đang yêu luôn hòa cùng nhịp đập. Chẳng cần gì xa xôi, chẳng cần gì suy tính, chỉ có một trái tim yêu riêng em mà thôi. Dù đường về nơi đâu, dù tình về nơi đâu, em vẫn mãi yêu anh qua mưa đêm bão tố. Anh, sao nay về sớm vậy? Dạ. Thành hả con? Con đang ở đâu vậy? Dạ, dạ con đang dạ đang nhà. Xong việc rồi qua gặp bác liền nha. Dạ. Hay bác chờ con đó. Dạ, con qua liền. Ừ. Ủa, có chuyện gì mà anh gọi cậu Thành đột xuất vậy? Em à, có việc này anh muốn bàn với em. Đang ăn nhậu, gọi cái là mất hứng hết trơn à. Thôi kệ đi. Ừ. Mà có chuyện gì mà ông gọi ta? Có khi nào mình hớ chuyện gì để lộ chân tướng không ta? Alo. Sao? Ông ta biểu con tới liền hả? Nghe giọng có vẻ giận dữ hay bực bội gì không? Dạ, chắc là không. Mà con cũng không gõ nữa. Chỉ biết á, là ông kêu tới gấp thôi. À, hay là con có làm gì phật lòng Bảo Châu không? Dạ, con đâu có làm gì đâu. Cả ngày hôm nay con còn chưa gặp cổ nữa mà. Không sao, bây giờ con cứ bình tĩnh qua đó. Nếu ông có hỏi han cái gì đó thì con từ chối quyết liệt vô. Con nói là con không biết, hoặc là có ai đó vu khống, tuyệt đối là không được nhận cái gì hết trơn, nghe chưa? Dạ. Nãy giờ con lo quá trời luôn à. Đỡ ông ta phát hiện ra thì sao? Rồi hả? Cái ổng ép con vô cái tội mà lừa đảo nữa. Rồi báo công an rồi sao? Chú, hay là giờ vậy đi, con không tới nữa. Cái thằng thỏ đế, chưa gì đã lo cuốn lên hết trơn à. Đã biết chuyện gì đâu. Bình tĩnh tới đó, nhớ những gì chú dặn nghe chưa? Căng thẳng cái gì ta? Anh vừa ký kết một hợp đồng
với đối tác ở bên Mỹ đó. Họ mời anh qua đó du lịch rồi kết hợp với bàn công việc luôn. Anh tính đưa cả gia đình mình cùng đi luôn. Trời ơi, vậy mà hồi nãy giờ em tưởng chuyện gì quan trọng. Năm nào nhà mình mà không ra nước ngoài du lịch mua sắm chứ. Đi hoài em ngán quá. Vậy mới nói đầu óc của phụ nữ, ngoài ba cái vụ mua sắm ra không nghĩ được cái gì hay ho hết trơn á. Nè, em có nhớ nhà thằng Thành ở bên Mỹ không? Anh đang tính lần này qua đó đó là sẽ kêu nó đi cùng, rồi đưa mình đi tới thăm nhà, rồi thăm sức khỏe của ba nó luôn. Ừ ha. Trời ơi, sao em không nghĩ ra vậy? Trời. Mình qua đó nha, mình tận mắt nhìn thấy cơ ngơi điền sản của gia đình họ. Nếu mà ổn đó thì coi như là bảo châu nhà mình ra mắt luôn. Trời đất ơi, gia đình của ba thằng Thành là triệu phú bên Mỹ đó nha, không vừa đâu nha. Chỉ riêng cái việc mà đi thăm mấy tập đoàn của gia đình họ là mất hết mấy ngày rồi. Phải thăm hết hả? Ừ. Có cần thiết không? Quan trọng á là mình qua để coi gia đình họ ra làm sao. Rồi gia thế của thằng Thành có đúng như lời chú bác nói không? Rồi sức khỏe của ba thằng Thành nữa. Anh á, hiền thiệt đó. Thằng Thành á, sau này á, không phải là của ông Bảo Châu sao? Mà của Bảo Châu á, thì cũng không phải là của vợ chồng mình hay sao? Mình coi như á, đây là nắm bắt tình hình thực tế. Để sau này á, mình còn dễ bề quản lý giúp ông Bảo Châu chứ. Em nghĩ chi xa xôi vậy không biết nữa à? Mới nghĩ thôi mà em đã thấy thích rồi. Ăn trái cây đi con. Dạ, con cảm ơn bác. Ăn đi. Dạ, dạ. Bữa nay hai bác gọi con tới đây là muốn hỏi con một lần nữa. Dạ. Cho nó rõ ràng. Dạ. Tình cảm của con với Bảo Châu nhà bác ra làm sao? Dạ, là chuyện đó hả bác? Dạ, hai bác đã hỏi thì con cũng không có giấu. Con thật lòng là rất là yêu thương em Bảo Châu. Con tin là ba con sẽ rất là vui sướng nếu con có một người vợ đẹp và dễ tặng như vậy. Thiệt ra hai bác hỏi vậy là vì tuần tới hai bác có công việc sang Mỹ. À, nếu mà con thiệt lòng như vậy á thì hai bác cũng muốn đến thăm ba con luôn. Tiện thể thì để cho Bảo Châu nó ra mắt vậy mà. Hai bác á quý con. Cũng dạ. Muốn con làm rể trong gia đình cho nên mới nói như vậy. Dạ. Nếu mà con thấy không tiện á thì thôi. Dạ không ạ. Con thấy là bất ngờ và hạnh phúc quá cho nên là con không có nói được nên lời. Con mà được hai bác á và Bảo Châu quan tâm được như vậy á mà còn qua thăm gia đình con nữa thì còn gì bằng nữa hả bác. Ba con á, con nghĩ là chắc lúc đó vui lắm luôn á. Bữa đó để con tính coi. Con ra tận sân bay đón hai bác. Ừ. Rồi đưa hai bác về cái dinh thự ở lại chơi vài ngày. Rồi sẵn á, hai bác đi xem mấy cái khu chế xuất của bên gia đình con. Vậy thì tốt quá ha. Ăn đi con. Nè, dạ. Uống nước đi con. Dạ. Chết cha. Lần này là mình chết ngắt luôn rồi. Chưa chi mà mặt xanh như đít nhái. Thiếu điều muốn đái ra trong quần rồi hả? Như vậy thì còn mỏng mỏi gì làm việc lớn nữa chứ. Cứ để nó đi, từ từ rồi chú tính. Tính gì nữa chú ơi, nay mai người ta qua Mỹ rồi, coi như là công sức chú cháu mình đổ sông đổ biển rồi. Đi Mỹ chứ không phải là đi Mỹ thoa tiền giang. Muốn nó đi thì đi sao? Còn phải lo thủ tục giấy tờ nữa chứ. Từ đây tới đó còn nhiều thời gian. Với cái đầu thông minh như chú mày á thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Đúng rồi đó chú, có cái gì đâu mà sợ, có gan thì làm á, có gan thì chịu. Một á là mình lên xe hoa, hai á là mình xuống xe ngựa. Còn nói với chú nè, nếu không á là về quê lấy vợ luôn. Bây giờ không còn gì để mất hết, mình làm tới luôn đi chú. Hấp tấp cái kiểu mày á, xe bò không có đi nữa đừng nói xe ngựa. Đồ ngu, con biết đổ bể ra chuyện này ai là người lãnh đạo đầu tiên không? Con muốn chú mày bị đạp ra khỏi công ty Dĩ Toàn với tài sản hai bàn tay trắng à? Chú đã nói con nhiều lần rồi, bỏ ngay cái ý định về quê của con đi. Bây giờ mình là Việt kiều Mỹ, tốt nghiệp trường Harvard, hiểu chưa? Nhai cái gì trong miệng đó? Dạ con biết rồi chú. Dạ con xin lỗi hai bác về chuyện sáng hôm trước. Thật tình là vì con quá yêu Bảo Châu. Con thấy Thành cứ quanh quẩn làm phiền Bảo Châu như vậy, cho nên con hơi lỡ tay. Con thiệt làm hai bác thất vọng quá. Trước giờ hai bác rất quý trọng và coi con như là con cháu trong nhà vậy đó. Nhưng như vậy không có nghĩa là con tự cho mình cái quyền muốn làm gì thì làm. Bảo Châu nhà bác á, chưa có người yêu, cũng chưa có đính ước hôn sự với ai hết trơn á. Vì vậy á, nó có quyền gặp gỡ, tiếp xúc bất cứ bạn trai nào trong phạm vi hai bác cho phép. Ngoài hai bác ra, không ai có quyền ngăn cản điều đó hết trơn á. Cho lấy tư cách gì vậy? Dạ con xin lỗi, tại vì trước giờ con thấy hai gia đình cũng đi lại với nhau, cho nên con luôn tâm niệm coi Bảo Châu như là... Chuyện thân thiết giữa hai gia đình và chuyện hôn sự không liên quan gì với nhau hết. Nếu mà con không cư xử đàng hoàng tế nhị á, bác cũng không cho phép Bảo Châu nó gần gũi con đâu. Dạ. Dạ. Quên nữa. Bác, đây cũng chỉ là một chút quà nhỏ, coi như là thay cho lời xin lỗi của con. Dạ, con xin biếu bác gái. Dạ, bác nhận cho con vui. Cái này con nghĩ bác đeo lên là đẹp lắm luôn đó. Dạ. Đó, bác đeo lên là đẹp lắm đó. Bác đeo đẹp. Con cất đi. Dạ. Coi như lời xin lỗi của con hai bác đã nhận rồi, và cố gắng bỏ qua một lần vì nể ba má con và mối thâm tình giữa hai gia đình. Cháu nó đã có lòng như vậy, nhưng mà bác trai nói cũng đúng đó, bác không có nên nhận cái món quà này của con. Em sao vậy? Tại anh hết đó. Tự nhiên à, Phước Danh nó đem cái sợi dây chuyền đẹp như vậy á qua tặng cho cái từ chối à. Nói thiệt nha, hồi nãy á em tức đứt ruột đứt gan luôn vậy đó. Anh biết không, cái sợi dây chuyền đó mà đeo lên cổ em á thì nó đẹp lắm, anh biết không? Anh biết. Còn em á thiệt tình à, trong tủ nữ trang của em á bây giờ có thiếu món gì đâu nè. Mà nếu em thấy thích á, ngày mai anh sẽ chở em đi mua những món nữ trang khác đẹp hơn, sang hơn, được không? Quá được đi chứ. Nhưng mà cái gì biếu không á, cho không á, không có tốn tiền mua, xài không sướng sao? Đúng là đàn bà, nghĩ một mà không chịu nghĩ hai. Bây giờ em nhận quà của nó nè, rồi sau này em trở mặt không chịu nhận nó là rễ. Lúc đó có phải em khó ăn khó nói với nó không? Em phải biết thả con săn sắt, rồi bắt con cá rô. Mình sắp sửa làm thông gia của gia đình tỷ phú bên Mỹ rồi. Còn con gái của mình á thì sắp thành vợ của một người thừa kế độc nhất trong gia đình họ. Nè, lúc đó đừng có nói là cái kiền đá quý nha.
mà những cái món đồ trang sức hàng đầu thế giới á cũng sẽ có mặt trong tủ nữ trang của em đó. Nói gì nói nhưng mà em cũng còn tiếc lắm đó. Thôi bây giờ em ghé vào phòng con đi, rồi hai má con trò chuyện tâm sự với nhau. Em ráng thuyết phục con Bảo Châu nó hiểu ra vấn đề, chứ anh thấy lo lắm đó. Nó được cưng chiều từ nhỏ, cứng đầu khó nói với nó lắm. Tất cả là nhờ tài thuyết phục của em đó. Được không? Gì gì, để con làm cho. Được rồi, để dì làm cho. Dạ. Được rồi con. Sao mồ hôi dữ vậy? Có gì đâu, lát dì tắm cái mát liền à. Thằng Phong nó ngoan hiền, nó siêng năng thiệt. Nếu nó là con rể mình á thì thiệt phúc đức cho nhà mình, tốt số cho nhỏ Mai nữa. Anh nói rồi, để anh làm cho. Em làm một chút ghế rớt vô chân á, đau chân rồi bắt đền anh. Bắt cổng đi học là không chịu đâu nha. Thôi hai đứa nghỉ tay, vô ăn hủ tiếu nè con. Dạ, dạ. Đem lau cho. Nè ăn đi con. Thiệt ngại quá, lần nào dọn đồ cho dì cũng. Ăn đi con. Thôi ăn đi ông tướng, còn bị đặt làm bộ nữa. Làm như hả ăn có một tô thì sập tiệm của má con em chắc. Cứ đúng lúc người ta ăn là réo gọi à, trời đánh chánh bữa ăn mà. Ừ. Em đang làm ăn gì? Có chuyện điện thoại dễ đau bao tử lắm á. Anh ăn lẹ đi rồi về tắm, người anh hôi rình à. Sao em kỳ vậy? Cái con nhỏ này kỳ nha. Biết đâu nó có việc cần rồi làm sao. Lần sau không có được làm như vậy nha, má không có đồng ý đâu đó. Dạ không sao đâu gì, chắc là mấy đứa bạn nó gọi đi cà phê tám. Thôi hai đứa ăn đi. Thôi ăn đi, hở xíu là giận. Dạ con chào hai bác. Dạ. Ủa ai đến nhà mình sớm quá vậy ta? Ơ cậu Thành đến ông ơi. Dạ con chào hai bác. Ủa sao bữa nay con tới chơi sớm vậy? Có chuyện gì không? Bảo Châu sắp đi học rồi. Dạ. Dạ thưa ba má, con gọi anh Thành qua đây đón con đi học hôm nay đó. Dạ, đúng rồi đó bác. Cháu rất hân hạnh. Anh Thành à, lát nữa anh đón em á, xong rồi có gì tối anh về nhà em ăn cơm luôn nha. Phải đó, cháu xin qua lại chơi dùng cơm với gia đình đi, coi như là người một nhà mà. Dạ. Thôi con xin phép hai bác con đi. Dạ con chào hai bác. Dạ con chào. Thưa ba thưa má con đi học. Vậy được rồi đó bà. Phong à. Dạ. Thôi con cũng đi về đi. Dạ hai bác con về. Vậy cũng mừng ha. Anh xin lỗi em nghe, tại em gọi bất ngờ quá nên anh không kịp mua bông tặng em. Anh muốn từ nay mỗi buổi sáng rước em đi học
anh đều tặng em một bó hoa hồng. Ủa, em đâu có nhớ là đồng ý để cho anh chở em đi học hàng ngày đâu. Mà anh nói vậy, mà em có đề nghị vậy nha. Từ nay á, nếu mỗi lần mà anh có muốn tặng quà hay là hoa cho em á, anh làm ơn đổi qua thành sách vở, bánh kẹo hay là bút chì gì đó, em mang qua làm từ thiện cho mấy đứa trẻ mồ côi còn có ít hơn á. Từ thiện hả? Cũng phải ha. Anh cũng hay đi làm từ thiện lắm á. Ba anh với má anh á lập hẳn một quỹ từ thiện ủng hộ trẻ em ở bên châu Phi á. Thiệt vậy á hả? Em á là em rất được thích qua châu Phi một lần trong đời á. Tại vì á, em lên mạng hay là đọc báo á, thấy trẻ em ở bên châu Phi với lại người dân bên đó sống khổ lắm, không có cái để ăn, lang thang thấy tội nghiệp lắm kìa. Công nhận ba má anh tốt bụng quá ha. Nè, tối hôm qua em nói gì với con mà có bộ nó thay đổi lẹ vậy? Trời ơi, nhìn nó vui vẻ bên cạnh Thành, anh thấy sung sướng gì đâu á. Em đã nói rồi, anh đừng có lo, chuyện gì mà tới tai của em á cũng xong hết trơn á. Chào anh chị, em mới tới. Dạ mình đi thôi anh. Sáng nay anh có cuộc họp với đối tác đó. Khoan, có chuyện này á còn quan trọng hơn cái chuyện của công ty đó. Bác qua bển ngồi đi, chị nói chuyện cho nghe. Dạ. Lúc nãy á, cậu Thành mà tới rước Bảo Châu đi học, cho nên Châu nó nói là chiều nay á mời cậu Thành đến nhà mình ăn cơm luôn đó. Không phải nó làm như vậy á sẽ làm xúc động đến cái mối chân tình của cậu Thành hay sao? Một đương kim tiểu thơ mà lại đích thân vô bếp đó. Dạ, em tính xin phép chị vậy nè. Hay là lần này mình đãi khách bằng những cái món thuần Việt thôi chị. Vừa rồi em thấy cậu Thành không có mặn mấy cái món Tây cho lắm đâu đó. Chuyện đó dễ, như là ba rọi xào mắm ruốc thôi phải không? Tôi ưng ý thằng Thành nhất là cái điểm này đó. Dạ. Xa quê từ nhỏ mà không có mất gốc, không có xính ngoại, đâu phải thanh niên Việt kiều nào cũng được như nó đâu. Dạ. Không phải chỉ riêng chiều nay đâu nha, mà em á nói với Bảo Châu á là nó thường xuyên mời cậu Thành mình đến nhà dùng cơm. Mà mình làm như vậy á, tình cảm của hai đứa nó mới gắn bó được chứ. Được ha chú bác ha. Dạ. Dạ. Thiệt là tốt, chú cháu ta sắp tới đích rồi Thành ơi. Ủa má, má đưa con. Con nói má rồi, để con đi làm ghé chợ mua đồ ăn luôn. Má đi chị nắng nâu cực khổ. Ba cái chuyện đi chợ nấu cơm này má làm được mà. Con làm như má là phế nhân không bằng. Nè. Dạ. Mà sao bữa nay con về giờ này? Sáng nay má thấy con mặc đồ lịch sự lắm mà. Dạ, hôm nay gặp đối tác bị quỷ, cho nên ông chủ cho về sớm. Lâu lâu về sớm bữa cũng tốt ha. Hôm nay má nấu canh chua cá lóc cho con ăn bụng bữa nghe. Dạ. Má. Mới nói có đồ ăn là có điện thoại gọi đi nữa rồi. Alo, tôi nghe nè. Anh Phong hả? Ghé qua trường rước tôi và anh Thành nha. Xe anh Thành bị hư rồi, tới liền đó. Rồi, tôi biết rồi. Đừng có hòng tôi cho anh về sớm để vui vẻ với người khác nha. Thì ghét. Khỏi thói. Bảo Châu, sao tự nhiên em kêu anh đi rước em bằng taxi chi vậy? Em thích như vậy đó, được không? Đỡ tốn tiền thuê xe, mất mớ mồ chết đâu. Vậy mình lên xe đi em. Anh chờ em chút nha. Tài xế của em tới rồi, hay là anh về chung xe với em luôn nha. À.
để anh ngồi ghế trước. Em muốn ngồi ghế sau với anh. Bữa nay ở lại nhà em ăn cơm nha. Ba má em chờ anh đó. Bữa nay á, đích thân em sẽ vô bếp nấu mấy món tủ để đãi anh. Nhưng mà em nấu ăn không có ngon lắm, anh ăn dở đừng có chê nha. Trời ơi, anh sao dám chê được chứ. Em có bỏ thuốc độc á, anh cũng ăn nữa. Đồ khùng. Nếu bỏ thuốc độc cũng ăn thì sao? Nên vừa thôi cha nội. Đồ tồi, anh có người khác nên không thèm để ý đến tôi chứ gì. Anh Phong, bữa nay anh cũng phải ở lại nhà tôi ăn cơm với tôi với anh Thành nha. Dạ tôi không dám. Tôi nói sao thì anh cứ nghe vậy đi. Lỡ khi trong lúc ăn cơm tôi cần anh giúp gì thì sao? Dạ, con xin phép bác, con xuống con rửa xe. Con cứ ngồi đi. Bữa nay con là khách, con không phải làm gì hết. Con đã giúp đỡ cho em Bảo Châu nhà bác, rồi lại làm lái xe, rồi kim vệ sĩ, lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ cho nó. Bác coi con như là người thân cận trong gia đình, con không phải ngại gì. Dạ. Ngồi đi con. Dạ. Xong hết rồi phải không Mận? Dạ. Má, đồ ăn xong hết rồi, sao má không kêu mọi người vô ăn đi? Còn chờ ai nữa hả má? Có. Khờ quá đi không biết gì hết trơn à. Má đã nói hôm nay là đích thân con vô bếp nấu mấy món này để đãi cậu Thành. Mặc dù là mình đã làm xong hết rồi, nhưng mà mình cũng phải giả bộ kéo dài thời gian, giống như là mình bỏ nhiều công sức gì đó. Má có cần cầu kỳ vậy không vậy? Chỉ là bữa ăn thôi mà. Con á, mời cái ông Thành đó tới đây ăn tối cùng với gia đình mình á là may phước cho ổng lắm rồi đó. Mà nè, con đó, má chỉ muốn làm tiệc để riêng cho thằng Thành thôi. Tại vì nó quen không khí thân mật của gia đình mình. Tự nhiên sao con lại mời thằng Phong vô chi vậy? Người ngoài vô kỳ quá à. Má à, đáng lẽ cái bữa cơm hôm nay á là con phải mời anh Phong mới là đúng. Tại vì anh Phong lúc nào anh cũng ở bên cạnh con khi mà con gặp chuyện á, mà con còn chưa có cơ hội cảm ơn ảnh nữa. Còn cha Thành á hả? Không thèm thì ghê. À xong rồi hả Mận? Dạ. Dọn lên con. Dạ dạ. Mọi người dùng bữa nha. Vô. Chúc sức khỏe. Chúc gia đình mình á sớm có một thành viên mới nha. Chà, chú Bắc thiệt là khéo chọn rượu. Uống ngọt, êm và rất dịu. Mấy trăm đô một chai cũng đáng đó. Trời đất, mấy trăm đô? Tiền đó đủ để mua cụ đế uống nguyên năm luôn đó bác. Ê, ôi da, ôi da. Cậu Thành nói vui ghê á. Cậu nói vậy chẳng khác nào chở củi về rừng. Ở bên Tây á, thì rượu này rẻ bèo ha. Dạ thưa chị, ở bên nhà cậu Thành á, thì có nguyên một xưởng rượu. Dạ đúng rồi, à. Nhà con có nguyên một cái hầm rượu vậy đó bác. Hả? Dạ, dạ đúng đó bác. Rượu này á, nhà con á, uống nguyên năm cũng không hết nữa. Nè Bảo Châu, con ngồi đó tiếp anh Thành. Trò trả thù của mình có lẽ đã đi quá xa. Giờ mà anh lạc lõng tội nghiệp quá. Nè, con ăn nhiều vô nha. Bữa nay á, đích thân Bảo Châu nó xuống bếp, nó làm cơm đãi con đó. Dạ, công nhận á, em Bảo Châu nhà mình á khéo tay thiệt. Nhìn món nào con cũng thích ăn hết trơn á. Dạ, ba ăn đi ba. Quá trời món luôn. Nhiều món như vậy á
ở dưới quê á ăn cả tháng luôn á bác. À, rất thuần Việt. Đứng đó. Thằng sét đánh này, sao con ngu quá vậy? Mọi chuyện đang tốt đẹp xém bị con làm hư rồi đó, con biết chưa? Chú đã nói là con phải xóa sạch trong đầu những vết tích, những suy nghĩ về miền quê đi. Sao con cứ nói ra hoài vậy? Chú mà không đỡ kịp là hư bộ hư đường rồi, con thấy không? Chú, nhưng con thấy ông vậy toàn ông vui mà. Chú nói thì không có cãi. Dạ, con biết rồi. Lần sau con không nói tầm bậy tầm bạ nữa. Chú, mà công nhận á, nhà họ giàu gì đâu mà giàu thấy ghê luôn á. Được làm rể nhà họ mà ăn sung sướng vậy á, có chết con cũng khoái nữa. Cái đầu con không biết nghĩ gì hơn ngoài chuyện ăn uống hay sao chứ? Con sắp thành rể quý, thừa kế sản nghiệp tập đoàn của ông Vĩ Toàn, con có biết điều đó không nè? Chứ không phải kiếm tiền chỉ để ăn thôi sao? Mọi chuyện càng thuận lợi, càng suôn sẻ thì chúng ta phải càng thận trọng. Mấy bữa nay chú thấy ông Vĩ Toàn đang xúc tiến việc đưa gia đình qua bên Mỹ du lịch. Phải nhanh chóng nghĩ cách chặn vụ này lại. Chú, con nghĩ ra cách rồi. Cái đầu ngu của con mà cũng nghĩ ra cách nữa hả? Nói nghe coi. Chiều tới giờ quán đông khách quá à. Một mình em á làm tối mắt tối mũi. Anh vô phụ em một tay nha. Ừ. Thôi đi con, thấy thằng Phong hiền cứ ăn hiếp hoài à. Về nhà nghỉ đi con. Để dì bán hết chỗ hủ tiếu này là dì dọn được rồi. Bữa nay bán nhiêu đó đủ rồi. Dạ không sao đâu dì, để con phụ cho. Con cũng thích công việc bán hàng mà. Khi nào thất nghiệp á, dì nhớ tuyển con một chân phụ dọn bàn nha. Con ơi, con ăn gì? Anh, đem. Chị dùng gì? Kêu cái anh đó qua đây phục vụ cho tôi đi. Xin lỗi chị, đang phải là quán bar nên không có cái chuyện mà kêu đích danh người tới phục vụ đâu. Nếu mà chị không thích á, xin mời chị đi quán khác. À, được rồi, vậy cho tôi một tô hủ tiếu đặc biệt đi. Anh ơi, nói với má làm tô đặc biệt cho cô này nha. Có liền, có liền. Anh, phụ em đi. Đứa nào ra bưng hủ tiếu phụ má coi. Mời cô. Anh sao vậy? Hả? Sao vậy? Anh có sao không? Sao bất cẩn quá vậy? Anh có sao không? Anh thiệt tình á, làm em sót hết cả ruột. Đỏ hết tay rồi nè. Anh hả? Đi đâu vậy? Anh đi công chuyện một lát nha. Nha. Mai, thằng Phong quen nhỏ đó hả? Quen đâu mà quen, má đừng có đón mò.
điểm gì không bằng cô ta chứ. Tại sao anh từ chối tôi, còn cô ta thì lại không. Cô muốn nói tới Mai hả? Ờ, đó là bạn hàng xóm. Tụi tôi chơi với nhau từ nhỏ, đơn giản vậy thôi. Có thể chỉ là bạn hàng xóm không? Có thể là không có gì không? Tại sao hai người lúc nào cũng bên cạnh nhau hết vậy? Ờ, lúc tôi gọi cho anh cũng có cổ ở đó nữa. Ờ, tôi nói thiệt mà, nếu cô không tin tôi cũng biết nói sao nữa. Tại sao bữa nay anh không giận tôi? Anh không giận tôi, anh không hỏi gì tôi chuyện tôi đi với anh Thành hết vậy? Ờ, tôi cố tình đi với anh ta để coi thái độ của anh sao. Có đau lòng khi thấy tôi đi với người khác không? Có đau lòng giống như là tôi thấy anh đi chung với lại Mai không? Cũng tại tôi thôi. Tôi đã nghĩ á, là dù anh không nói ra, nhưng sâu thẳm trong lòng anh á, anh cũng thích tôi. Tôi ráng chờ đợi để nghe anh nói, nhưng bây giờ tôi biết là mình đã sai rồi. Tại tôi không thể mang lại cuộc sống giống như là ba má cô mong muốn. Tôi không xứng đáng để ở bên cạnh cô, để nói lời yêu thương cô. Hãy hiểu cho tôi mà. Vô đi. Dạ anh, em nhờ anh ký giùm em. Ừ. À mà nè, chú hỏi thư ký làm visa đi Mỹ lẹ lẹ nghe. Dạ thưa anh. À, sắp tới công ty mình có nhiều việc quan trọng cần anh giải quyết. Hay là anh để anh Thế Thành phó giám đốc công ty đi thay anh được không anh? Không có việc gì quan trọng hơn việc hôn nhân đại sự của Bảo Châu. Tôi quyết định qua bên đó một chuyến để tìm hiểu về gia đình cậu Thành coi sao đã. Dạ, nhưng mà mình là bên nhà gái, làm vậy coi có kỳ lắm không anh? Sao anh không yêu cầu gia đình họ qua đây gặp mình? Họ bay qua bay lại Việt Nam là chuyện bình thường thôi hả? Bà nhà tôi muốn qua tận bên đó để ngó cơ ngơi gia thế nhà người ta. Tôi thấy như vậy cũng đúng. Giàu cũng có 5-7 loại giàu. Mình chỉ có một đứa con gái thôi, cẩn thận vẫn hơn chứ. Ờ, chắc khoảng tuần sau chúng ta sẽ đi. Dạ. Dạ, xin phép anh em về phòng. Ừ. Tôi sắp qua Mỹ cùng với Thành rồi đó. Ừ. Vậy hả? Chúc cô đi vui vẻ nha. Tôi không hiểu nổi anh đó. Anh có phải là đàn ông không vậy? Lần này á, ba má tôi đưa tôi qua đó là để gặp gia đình của anh Thành á. Anh có biết không hả? Gia đình bển chắc giàu lắm. Ba má cô chắc hài lòng lắm á. Anh nói như vậy mà nghe được á hả? Anh có suy nghĩ cho tôi không vậy? Không phải. Tôi xin lỗi. Ý tôi là tôi không ngờ là anh hèn nhát tới như vậy á. Nói ra tình cảm thiệt của mình á, bộ khó lắm hả? Tôi không thể. Hoàn cảnh của chúng ta quá khác nhau. Ba má cô, cả má tôi nữa, nhất định họ sẽ không chịu. Anh sống thật với tình cảm của mình đi. Sao anh suy nghĩ nhiều quá vậy? Tôi xin lỗi. Tôi không thể làm cho má tôi buồn. Xin cô hãy hiểu cho tôi. Được rồi, vậy tôi sẽ đi Mỹ để gặp gia đình của anh Thành. Tình hình công ty của thằng Danh bê bết như vậy sao? Dạ.
nếu anh không quyết định chi 10 tỷ để trả nợ ngân hàng, đền bù các hợp đồng bị kiện vì quá hạn, rồi tiền vốn lưu động, thì chắc chắn chúng ta phải tuyên bố phá sản công ty con này. Thằng trời đánh, thằng khốn nạn thiệt đó chứ. Sau này mà giao sản nghiệp vô tay nó, tôi tin chắc nó sẽ làm tiêu tan trong nháy mắt thôi. Dạ, em xin phép. Cậu ra ngoài đi. Chào chị. Này Danh, mày, mày sinh vào cái giờ gì mà mày làm tán gia bại sản gia đình như vậy chứ? Tao mới chi cho công ty mày 5 tỷ, rồi bây giờ báo lỗ thêm 10 tỷ nữa. Mày tiêu tiền hay là đốt tiền vậy trời? Bà, bây giờ là khủng hoảng kinh tế toàn cầu mà. Công ty nào cũng phá sản, đâu có riêng công ty con đâu. Mà số tiền hôm bữa ba chuyển đó chỉ đủ thanh lý mấy cái hợp đồng và giải quyết nợ ngân hàng thôi ba ơi. Còn đây là tiền đáo hạn mà. Mày à, mình, thôi thôi mà mình à, mình thôi mà, tôi xin mình mà. Đây là công ty, mình giữ thể diện cho con một chút đi mình. Nè, lần này á, mày đừng có hòng tao chi thêm một xu nào nữa. Tao sẽ đóng cửa công ty mày luôn. Từ giờ mày phải lên đây ngồi làm việc như tất cả nhân viên khác. Tao phải để mắt tới mày nhiều hơn nữa mới được. Còn bà đó, bây giờ tôi phải đi họp thông báo cho hội đồng quản trị biết quyết định này. Còn bà liệu mà lo, dạy dỗ nó nghe chưa? Má, bà nghe lời má nhất. Má lựa lời nói với ba đi, đừng có bắt con lên đây làm việc nữa. Chứ đưa con lên đây á, khác nào là tù giam lỏng đâu má. Con đường đường cũng là giám đốc Phước Danh chứ bộ. Con gây ra cái cớ sự vậy nè, bây giờ nói như vậy nè, má phải bó tay thôi. Bây giờ chứ còn cách gì. Sao vậy hả? Con lại gây ra chuyện gì nữa phải không? Nè, mà đúng rồi á, lúc này á, sao má thấy con không lui tới về nhà Bảo Châu hết vậy? Mà con cũng không nhắc gì tới nó nữa. Nè, bộ con tính buông luôn hả? Không có đâu má ơi. Tại vì hôm bữa, cái hôm mà con say rượu chú bắt được con về đó má. Con lỡ đánh Thành trước mặt Bảo Châu và ông bà Dị Toàn rồi. Nhưng mà chuyện đó con đã xin lỗi rồi, chắc không sao đâu má. Trời ơi, con ơi là con. Ba mày nói mày đòi đồ bỏ là đúng rồi. Trời ơi, sao mày ngu quá. Mày đã rơi vô bẫy thằng Thành mày biết không vậy? Trời ơi là trời. Bây giờ trong mắt của họ, mày là một đứa vũ phu, một đứa cục xúc rác rưởi trong con mắt của họ. Mất điểm hoàn toàn rồi, mày có hiểu không? Nhưng mà chuyện lỡ rồi, bây giờ má biểu con phải làm sao chứ? Còn sao ra cái gì nữa? Đi qua bên đó đó, tặng quà rồi xin lỗi người ta. Xin lỗi một lần không được, phải xin lỗi nhiều lần, cho đến khi nào người ta đồng ý thì thôi, hiểu chưa? Bước chân trà như sao với con tim cùng bao say mê khát khao hồn nhiên. Rồi bao người đến mất con trái tim nồng nàn, đem dâng lên bao thứ vui, muốn chiếm lấy trái tim riêng mình thôi. Khi hai con tim đang yêu đâu cần gì cao sang. Khi hai con tim đang yêu luôn nhìn cùng hướng đi. Khi hai con tim đang yêu luôn hòa cùng nhịp đập. Oh 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 oh. I love you and you know me. You love me and I know you. Chỉ mình đôi ta bên nhau yêu yêu nhau thế thôi. Bước chân chân như sao với con tim cùng bao say. Cũng mong là như vậy. Con cũng mong như vậy hả? Dạ. Trễ như vậy ai còn nhắn tin vậy con? Tin nhắn của ông chủ con. Nè. Dạ. Sao ông chủ nhắn cho con giờ này? Dạ. Chỉ có một trái tim yêu riêng em mà thôi. Dù đường về nơi đâu